Chào các bạn, hôm nay Pin Hà Nội xin giới thiệu với các bạn viên pin Tariran. Điện thế là 3,6V và có kích cỡ là 1/2 AA, tức là nhỏ một nửa viên pin tiểu. Ký hiệu của viên pin này là TL5902. Và pin này thì có hai phiên bản, thứ nhất là phiên bản cài và phiên bản thứ hai là phiên bản hàn chân. Tôi sẽ hàn như này để các bạn thuận tiện gắn vào máy hơn. Dung lượng viên pin này là 1200 mAh. Kích cỡ viên pin ta có đường kính là 14mm và chiều dài khoảng 25mm. Điện thế là 3,6V. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin Tariran TL5902, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.